Mến chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Trước mặt anh chị các bạn là một cây mai ghép đã được rong lá và bẻ kẽm lại hoàn chỉnh. Ở trong giai đoạn này hôm nay là 12 tháng 6 âm lịch anh chị. Ở dương lịch nha anh chị. Ở anh chị mình đã sửa kẽm, bẻ kẽm giống như quầy chưa, thì trong cái hôm nay em sẽ quay một cái clip cho anh chị mình cùng xem cái kỹ thuật rong lá trước khi mà mình bẻ kẽm được một cái tác phẩm hoàn chỉnh như vậy. Thì mình phải có một cái bước là bước rong lá trước khi bẻ kẽm anh chị. Và anh áo đỏ phía xa xa là anh Út nè, chào anh Út nha. Rồi, chào bà con. Nè, qua bên đây. Cái cây hồi nãy mình mới quay là anh Út bữa bẻ được là bao lâu anh Út ha? Cái cây đó hả, là nửa ngày. Bẻ nửa ngày luôn. Tại cây đó từng lớp, thấy hồng quay không, thấy không? Từng lớp, mình giật kính tàn luôn. Mình rửa kiểu tàn kính luôn, chứ không phải ăn gian nhánh nha. Thấy không? Nhìn hồng, nhìn thấy không? Nè, qua đây nè. Nè. Từ tàn từ từng, thấy không? Nhìn vô có từng khớp. Chứ không phải như ở dưới mình bẻ lên. Thấy không? À. Thấy không? Nè, ví dụ như vậy là từng nhà. Mình đến từng góp lên. Rồi, vậy trước khi mà mình hoàn thành được cái này thì mình phải rong lá đúng không? Đúng rồi, rong lá. Rồi sao mà anh không chịu rong lá, mình bẻ cái nào mình rong cái đó luôn? Không, mình rong hết. Rong hết rồi, rong hết, ví dụ mấy nhánh nào khô nào héo á mình cắt mình tỉa. Rồi bây giờ mình kiếm cái cây nào mình chưa rong lá, cái mình quay chi tiết cho bà con xem cái cách rong lá kỹ thuật ở vườn mai Phương Bình nha anh chị. Mình rong lá, ví dụ như lá nào héo héo nè. Có cây nào mà nó tàn mà nó đặc hơn cái này nữa không? Còn dưới bên đường bên kia. Còn như bên kia đặc hơn luôn. Đặc hơn, này nó còn rong hơn. Đó, thì bây giờ mình rong từ từ. Như cây mà ở trước mặt anh Út là cây này là cỡ khi nào mà mình mới rong được? Ví dụ như cỡ 10 ngày nữa đi, 10 ngày nữa là nó già lên rồi, mình nhà thêm mình rong nữa thì hôm nay nó già nè. Đó, hôm nay đó, thấy không? Lãi cái kêu cốc rồi, thấy không? Lãi kêu cốc là ok lãi, ha. Lãi già, mình lãi mình cái xước cây tạch tạch đó là xước. Sợ nó xước cây ha. Xước nhánh lại nữa nó hư nhánh không có ngon. Mốt nó lên nút không ngon. Đó, ngoài vậy dụ rong tỉa vậy cho nó đều luôn, thấy không? Vậy cho nó ra tàn không. Rồi cây này cây dữ luôn rồi anh chị. Bây giờ mình thử đi kiếm cái cây nào mà tàn đặc luôn rồi xem cái thứ tự quá trình mà rong lá ảnh sao để cho đạt được cái đi theo mình, tác phẩm mình, đẹp nhất nha. Rồi đi theo mình hướng dẫn đi. Đó, ví dụ cái cây này cũng vài bữa rong nữa nè. Ví dụ vài bữa cũng rong lá, lạc lá nữa nè, thấy không? Cây này vẫn đang mới ra từ non nhiều mà. Đó, thì ví dụ mình rong cái cho nó ra xung xê nữa. Nó vẽ bớ cái nhỏ nữa cho mình lên. Rong lá phải là một cái cách để cho nó phát ra tàn nó phát đặc hơn, phải không? Phát triển đúng rồi. Phát triển mạnh hơn nữa. Đúng rồi. Ồ, cái này cái cây bữa trước chùm rơm, bữa nay không biết phát triển nó xịt mầm chưa ta? Đâu mình em quan sát thử coi. Xì rồi, như xì rồi hay gì nè. Cây đây. Xì luôn rồi hả? Bữa trước nó ngủ luôn rồi ta. Nè, xì rồi nè. Rồi cái này xì luôn anh chị ơi. Rồi xì chắc phải mình phải gỡ gom quá. Chứ để ổng đâu gỡ gỡ sơ sơ thử cái cho bà con ngắm cái ơi. Xì rồi mình phải gỡ gom ra nha. Tại bữa giờ mình không có xuống đây. Chung là bữa giờ không có xuống. Mình gỡ nhanh không? Lo làm ở trên, lo làm mấy cây hàng Tết xài, cái mình đâu có lo mấy cái này. Tại hôm nay mình xuống mình quay mình thấy mình làm luôn. Gỡ tốc độ gửi cho bà con còn xem kỹ thuật rong lá của Nút nữa chứ. Bữa là cái cây này là mình chùm gom được bao lâu rồi ta? Nay cỡ mười mấy ngày á. Mười mấy ngày ha. Hôm nay ở đây nó cũng xì luôn nè. Không, để gỡ hết rồi, rồi quay lại coi sao. Cây này hiện tại nó cao tầm khoảng cỡ 1 2m8 anh chị ơi. Đó, cây này cao tầm khoảng 2m8.
tàn đang con lại tầm khoảng cỡ 80. Cây mai vàng, cái này ghép cái gì đâu? À, dạo Thu Đức, dạo Thu Đức. Cây mai vàng ghép dạo Thu Đức. Được 5 mùa chưa? À. Cỡ đó ha. 5 mùa, 5 mùa. Đây, mất ghép đây anh chị. Ở trên thấy có xì vậy nè ha. Ở trên này, cái lá cũ, trên lá cũ. Trên nó xì luôn, bên à, bên đó, bên đó nó xì lá luôn. Cũ. Có lá cũ nhưng mà đọt bên đây nó xì luôn rồi. À, bên này có đọt lá mới rồi. Cái này lá cũ. Nè, xì luôn nè, thấy không? Đó, thôi để gỡ hết rơm ra để xem ra thử góc này sao. Bữa này là mình ép chậu đúng không? Đúng rồi. Ép chậu rồi. Ép chậu. Nó hơi thay chất chồng luôn ha. Rồi. Đây chất chồng cũ nè. Còn nguyên một đống nè. Cái này cũng để sử dụng trộn với chất chồng mới luôn ha. Trộn rồi. Thôi, hôm nay xì cũng nhiều nha Hồng ơi. Này đây, em thấy nó xì rồi nè anh chị. Nè, bên đây nữa nè. Đó. Một à, quay đây bên đây nha. Bên đây quá chừng luôn. À, mấy tuổi rồi. Rồi, này xì. Nè. À, này xì. Đó. Ở trên kia có lá già nhưng mà cái non nó cũng xì luôn rồi, tại hồi nãy ở bên chừa lại mình không có lãi. Nó cũng xì luôn rồi á. À, cái lá non trên này nè. À, đó, có hết. Đây, này. Lá non này. Đó, trên kia cũng có rồi. Cái này nó đang xì từ từ. Nhìn kỹ mới thấy cao quá. Rồi, cao, tỏi cây này cao mà. Thấy không? Rồi, lá xì luôn nè. Ừ, nó mập, không? Đọt, ngon đỏ. Đó, quay cho bà con coi lại đó nha. Rồi thôi mình lại mình coi gông cái cây này. Rồi mình tiếp tục mình đi rồi coi có cây nào mà đặc tàn nữa không, rong làm mẫu cho bà con xem cây nào đặc nhất ở vườn mai Phương Bình đi. Đây. Hình nón lá luôn. Cái cây đó đặc kẹo luôn á. Hình nón lá. Đây. Thấy không? Mình gông cho nó bớt đi để cho nó chạy mưa thì xuống. Khoan, trời ơi cao quá sao tôi quay. Được không? Ê, cái chừng. À, ví dụ như vậy nè, thấy không? Mình gông vỏ là đó. Khoan như một cái nhánh cho mọi người xem cái xương, cái nhánh nó đi. À, xương, đây. À. Cây cũng già mùa lắm rồi nha, cây cũng già 6-7 mùa rồi. Ở trong là mình bỏ hết lá bên trong. Ừ. Ví dụ như vậy đó. Thấy không? Ừ. Mình để lại bao nhiêu lá, một ví dụ một nhánh như vậy, vậy là để bớt gần 3 lá, 2 lá, để 4 lá là chừa lại vậy đó. Ví dụ như cho nó sung. Nè, nó như vậy nè. Thấy không? Ờ, anh chị xem ngay một cái nhánh vậy ảnh rong ra là còn lại bao nhiêu nha. Ví dụ như mà bỏ mấy lá già này, mấy đây là nó đeo lá rồi, đâu có nút rong đâu. Thấy không? Hiểu không? Rồi đó. Cũng là lá rong vậy nè. Nó lún mấy này ra nữa, ví dụ nút này nó cũng lớn này kia, bởi nó che hết rồi đâu nuôi nổi, thuốc men nó cũng vô cũng xịt cũng được. À. Thấy không? Thôi nhìn lãi ra anh chừa này không? Rồi, chừa đó 3 lá. Không, cái nào nhiều mình chừa nhiều, nào ít mình chừa ít thôi. Chừa lại qua từ 3 tới 4 lá hả? Ừ, nó lại như. Nè. Bớt vậy. Lá bự cũng dứt luôn. Đó, mình chừa vậy nè không? À. Phát triển nữa xịt thuốc cũng dễ nữa. Chứ giờ mình để chừa là nó đạt quá mà xịt đâu có giờ mà vô trong đây nổi đâu, nhiều khi nó dính thôi, thấy không, nó thẳng luôn vậy xịt đâu có nè, nhiều khi mình xịt dưới đây mình lòn lên lâu rồi xịt nhiều quá thì mình hao thuốc mình lâu nữa. Đó như mình gông lá mình bớt vậy đó, dễ xịt thuốc nữa, sâu bọ nó cũng không ăn trên, thấy không? Đó, vậy đó. Nó gông vậy đó, đơn giản đâu có gì đâu. Lá kêu cọc bọc trước nào nè, một nồi luôn phải không? Nè, vậy nó chống bớt rồi, dù nữa mình có sữa, rồi mấy cái nhánh này mình bỏ luôn. Khoan nhánh nào? À, mấy nhánh ép á. Từ từ làm chậm coi. À, đó, ví dụ ba cái thấy nè. Nè, ví dụ như vậy nè, thấy không? Nè, bỏ luôn. Từ từ chưa thấy gì hết. Thấy chưa? Khoan. Thấy chưa? Cái nè, ví dụ như vậy nè, à. Mình bỏ nó. Nó đâu có ăn uống gì đâu, đúng chưa? Ừ. Thấy không bà con? Cái này nó đeo gì, nó đeo tới Tết luôn, nó cũng không có ra được cái gì đâu. Bỏ đó.
chỗ nó mới nuôi được mấy lớn này, nó nuôi mới nuôi đút nổi. Thì bà con cứ dòm mình nghiệm đi thử nó nói đúng hay sai. Đó, ở đây mình làm nói chung cũng lâu rồi, chứ không phải gì đây. Đó, mình làm gì đó thì cây nó khỏe chắc. Đó, thấy không, mình gông lá tỉa gì đó, à, gọn luôn rồi, thấy không? Rồi đó. Từ từ. Ừ, nè, đó. Dạ. À. Nửa mấy này nó mới ra nút. Ở đầu ha. Ừ, nó vậy nó. Từ 3 tới 4 lá ở đầu. Ừ. Còn một cái nhánh này là mình để lại mấy nhánh, mấy đọt xì ra. Ví dụ như vậy thì nó ra hai đọt rồi, là hai đọt à. Ví dụ nửa vài bữa nó ra nửa vài. À. Ở mưa xuống rồi nè, thấy không? Đây nó ra nữa nè, thấy không? À. Thì mình phải bỏ bớt, ví dụ đặc quá mình phải bỏ bớt này kia. Chứ giờ nếu mình không bỏ bớt thì đâu được nè, nó như nó rùm vậy nè, thấy không? Ừ. Thấy không? Vậy là hỏi là đó thì rau nè, lá thì đặc luôn nè, thấy không? Ừ. Ngâu bớt vậy nè. Đúng chưa? Thấy không nè. Nó thoáng. Rồi đó thấy không? Thoáng liền thấy không? Là mấy cái ngồi giết không thì nửa sau thì nó làm nút, làm đồ mới có. Ừ. Cái nó che hết lá rồi nửa nó teo luôn, nút đâu nổi đâu. Nè đó, nhìn thấy không? Giờ là ngồi giết kìa. Cái nào mình cũng rong vậy hết luôn. À, rong hết luôn, ví dụ cây mai. Toàn bộ cây luôn. À, là rong rồi, toàn bộ vậy đó. Tao thử giờ thử biểu diễn cái trong vòng 2 phút cái mình rong được bao nhiêu cây à. Trời ơi, nói diễn gì đâu rồi. Không đủ dễ. Này là lông quá lại hư nhánh luôn, ví dụ như mình diễn tả vậy đó, thấy không? À, đó, thì vậy tao mới kêu biểu diễn. Đó, nè, thấy không? Trời đó. Ôi, nhẹ ha. À, đó, thấy không? À. À, giờ dạ, nhánh mới thử coi, lần cái nhánh mới chưa rong lá rồi. Nè, thấy không? Khoan chưa? Nè, một nùi luôn nè. Khoan nha. Thấy bà con thấy một nùi luôn không? Thấy không? Rồi. À. Rồi giờ tốc độ là đó, cái vậy cái ba cái này đâu có lên nổi đâu. Bỏ luôn. Đó, nó chưa lại vài lá vậy nè, thấy không? Nó có nùi cái đâu ra được đâu. Mình phải lãi vậy nó mới ra. Vậy lại muốn sạch lá luôn rồi. Ừ, mình phải chừa vậy chứ nó một mùi luôn rồi, đâu có lá ấy được. Cây là mình đừng cưng vậy đó, mình phải cưng. Đó, cưng lá, cưng nhánh rồi phải cưng cho nó đúng. Thấy không? Nè, đó. Thấy không? Nè, thấy không? Lên nó trống cái này nữa, này nó phát vô còn lẹ nữa. Chứ mình thấy lá nhiều quá, vậy ví dụ nuôi gì đó. Mình không bỏ bớt thì đâu được đâu. Đó, thấy không? Bỏ bớt luôn mấy lá nách. Ừ, đó, bỏ bớt mấy lá nó còn khỏe nữa, sao mà ví dụ như vậy mà gánh cái mình dọn nữa, đó thấy không, đẹp tuyệt vời, thế vậy thôi, thấy không, nè nửa ra, à, nửa ra hồi nãy bỏ luôn cái nhánh này luôn, ừ. Không cái nhánh này là bữa ổng tỉa hai tỉa lâu rồi nè, à. Rồi là ổng ra tự nhiên anh mới, ổng bấm á, ổng thì ổng không thấy, cái đây dễ dầu mình đây mình làm mình biết mà, đây một cái nhánh anh mới vừa tỉa đây nè anh chị. Thấy không đó. Đây, nhánh nè, ra mới vừa tỉa nè. Đó, thấy không đó, nhánh này đó, mình tỉa vậy à. Vài bữa nó mới phát nhánh, phát trồi lên. Còn cái bên này. Là nút đồ nó cũng nhiều nữa. Ở trong nó không tỉa luôn đi, bên trong này nè. Tỉa hết chứ. Tỉa luôn, làm mẫu cho một nhánh. Mà mình là tỉa hết luôn, cái đâu có để. Đó, tỉa là phải tỉa cho nó gọn luôn vậy nè. Thấy không, nó giòn, thấy không, lá thu đứt này, thu đứt này ngon, nó già mùa ngon. Đó, thấy không. Đẹp điền thấy không. À, như máy này nó đeo không về mình phải lãi bỏ đi. Nó cùi đâu có gạch được đâu. À. Thấy không? Nè, nó đâu dính hay không mình phải bỏ vài vài lá vậy cho nó đeo nó đỡ nữa nó mới xì. À. Thấy không? Cái này như nó đeo một nùi vậy nè, thấy chưa? Rồi thử cái đó đi. Đó nè, đó mình phải lãi vậy đi. Thấy không? Đó. Thấy không, nó trống liền, thấy không, một nùi luôn à. À. Đó, thấy không, một nùi luôn à, ngồi viết nè, cái nó đeo lại nó đâu ra nổi đâu. Lại vậy vài bữa rồi, mưa xuống cái nó xì à. Thấy không, nó nhẹ thoáng, nhìn nó cây vô sạch sẽ nữa. Bởi cái nghề mai này làm hoài cực lắm. Tối ngày ngoài nắng không à, ngoài trời không, cái đâu có vô nhà đâu. Từ khi trời mưa có cây, có cối bị đem vô nhà sửa, cái ra ngoài trời thôi. Còn cái nhánh nào bên này, cái biểu diễn nhánh này luôn đi. À, đấy. Sợ cái ghế xa quá, mình lãi không tới, chồm chồm, nó tét nhánh ra, cái đâu phải gì đâu, dễ vậy nè. Tét của mình giữ ra. Tại mình làm cây cối, mình phải cưng nhánh, cưng đầu chứ.
mình cưng nó mới cưng mình. Mình nuôi nó mới nuôi mình được chứ đâu có gì đâu. Thì đó giờ người ta tối vậy đó. Thấy không? À. Sạch đó. Nè thấy không? Đó nè, nó phải lú càng kìa là nó khó, cái muốn xịt thuốc rồi nó vô. Giờ là ok cho nhánh này ok chưa? Ừ, để đâu dưới luôn đi. Dưới đây phải xuống đây. Đó là một lò một lèo từ cho xuống dưới thôi cho mọi người xem một bên thôi. Là đó, ví dụ như vậy là đó, là thấy không? Một nồi luôn rồi lãi vậy. Đó, không phải vậy. Tầm như ấy được. Lái gì sạch sẽ cây nữa. Nghe không? Đó, đó dòng. Giờ làm một bên từ trên dưới nè, lên trên đi. À, đó nè. Nghe không? Trống liền nghe không? Trống nữa. Làm hết nguyên cạnh luôn chứ. Thì mình làm từ từ nha. Nè không? À. Mấy cái này đâu có ra được đâu. Mình mới lãi bỏ nó về đi. Vài bữa nó ra đó. Sơ sơ vậy. Rồi đó ha, ví dụ như mấy này mình làm về đó, mình chờ về ha. À. Đó. Nhánh, mình nhánh bên này cho hết mấy cái này luôn nè. Đó là một nhánh hết cái nhánh luôn. Ừ, lát mình quay cái kết quả lại. Lãi này nói chung là lâu lắm chứ không phải mình lãi đâu. Rồi mình lãi từ từ để trước nhánh nó cũng không ngon là ha. Ừ. Mình làm cái gì cũng được ha. Thật sự đó, đơn giản gì đâu. Coi như là nguyên cái nhánh này nè, đó, làm hết nguyên cái nhánh này luôn đó, một nhánh một thôi. Đó, đeo gì không mình đây đeo được đâu, mình phải lãi gì đó, thấy không? Cho nó sạch sẽ, là như vậy nè, thấy không bà con? Đó, thì giờ mình phải lãi như vậy nè, thấy không? Đó, mình phải vậy rồi, mình làm vậy đó. Thấy không? À thấy không? Quá lãi gì nó đầy không? Cái lá nhỏ mình không bứt luôn, để lại lá, không, lá lớn chứ. Không, mình lãi cho nó ở trong thôi. À. Lớn nhỏ thì không ấy, nhưng mình đừng có cho nó trống nguyên cái phần này nè. À. Nó mới đều nút nữa, nó mới nuôi nè, mấy ngồi giết không? Ở trong bự mình cũng lấy luôn. Cứ mình phải lãi hết chứ. Cái nã hao nãy nó là một nùi đây mình lãi thoáng vậy nữa này nó mới nở được. Ừ. Nếu không nó ra đỏ nó mới nở lá nè như một nùi vậy nè. Giờ hồng về lãi sao thấy không, ví dụ giờ bà lá, con lá, là... lá nhỏ trước rồi lá nhỏ lá nhỏ lãi trước rồi nằm nhỏ đó. Rồi mấy này sao mấy này á để thử nha. À, lãi này được không? Ừ, đó hồng lãi đó hồng lãi sao này lãi thằng dưới đi. Rồi đó lãi đi rồi đó rồi lãi nào nữa lãi trong đây. Ừ. Rồi, rồi. Tầm trung thì sao? Thử nha, lãi này thử nha. Ừ. Đó. Lãi này luôn ha. Ờ, đó. Phải này lãi gì nó bị trống. À. Thấy không? Cái đó. Lãi hết rồi, phần nắp chậm nó luôn. Ừ, đó, này nó nắp nè, nó bị lú ra vậy à. Không, cái đó là chừa lại đi. Lại nó ít thôi, thấy không? Lại nè. À. Nó vậy nó bị ra tược, nó đồ được. Cái giờ một nùi xong nó ra nổi, nuôi nổi. À. Thấy không? Nuôi rồi nãy bỏ hết đi đây hơn cả chục lá hơn không? Còn thằng này ngày cũng phải ngát bỏ luôn vậy nè. Nó phải vậy chứ, mình nuôi cái cây nuôi cái vậy nó phải cực. Thấy không? Nó thoáng vậy. Này cái đống lá dữ à. Ừ, nó đống lá gì lắm. Mình không bỏ vậy nó nuôi đâu nổi không? Vậy là giờ em phải thực hành liền cái cây em đó, thấy không? Giờ thoáng rồi nè, thấy không? Đây. Anh chị xem cái clip này cho kỹ nha. Đó nè, ông nhìn nó thoáng vậy, nó nửa nó mới xì ra nữa nè. Trời mai nó còn ra nữa, tháng này mưa xuống là bắt đầu nữa nè. Lãi xong rồi thoáng rồi có bắn đậu. Giờ mình thử cái chùm này coi. Ừ. Đây. Thử cái chùm này. Nè, thấy không? Nó nùi như xấu ra. Rồi đó. Đúng chưa? Dạ. Ừ, đó không? Mình phải lãi vậy. Đấy, giờ Út để nguyên cái chùm vậy luôn, bẻ cho bà con xem nha. Đó. Thấy không? Nồi luôn đâu có xài được đâu. Nó bỏ vậy thằng rong cái gì. Cái người ta sửa kẽm người ta còn lãi lá chừng nổi hết luôn người ta sửa vô còn đâu có gì đâu. Thấy không? À, gọn rồi ha.
mình làm cái gì như vậy, mình ăn thua mình kỹ thôi, cây cối mình làm kỹ thì càng ngon thôi, chứ đừng có ấy. Rồi mình sao mình lấy bên trong nè anh chị, mình lấy bên trong lấy luôn, đâu cũng lấy hết á, nghe không? Đó, thấy không? Chừa ra dài bắt đầu ấy, nè như nồi vậy nè. À. Rồi, ví dụ nhánh, ví dụ như mình kỹ là mình thấy như vậy mình cắt tỉa luôn. Khoan, cắt tỉa sao? À, ví dụ như vậy mình cắt kẹo về luôn. Sạch cái đó là bỏ rồi. À, thấy không? À. Nhìn, nhìn cái cây sạch sẽ chưa? À. Đó. Thấy không? Mình làm nó kỹ rồi phải vậy, từ giai đoạn vậy luôn, nó thẳng. Ở mình đi làm cho người ta, bất cứ ai cũng vậy, mình làm kỹ lắm. Đấy, đó, thấy không? Ví dụ như vậy đó, thấy thon, thấy không? À. Sẽ thắng, thắng mát phải không? Nó về bữa nó mới ra rồi xung chê nữa, chứ đâu phải mai nó đưa về thôi đâu, nó còn phải ra bự nữa. Thấy không? Ừ. À, thấy không? Mình cứ thế là mình làm tới trên ha. Ừ, thì cứ làm vậy đi, rồi đó cho nó đều vậy. Rồi. Rồi mình muốn sửa, mình sửa, thấy không? Vậy là mình tạm thời mình xong cái phần mình rong lá đi ha. À, đó. Anh chị thấy có còn thắc mắc gì cái hoặc là góp ý bổ sung gì thêm mà mình comment bình luận ở dưới nha. Còn tới đây chút xíu nữa có một cái màn độc đáo lắm nha anh chị. Bây giờ hồi nãy anh chị thấy anh Phương nãy giờ là anh đang ở phía ngoài kia kìa. Đó, đang sắp xếp cây thi đấu. Cây thi đấu. Cây thi đấu nữa. À, nhiều khi ổng người ta nói ổng là không có cây lớn, cây to vậy đó. Nhiều khi nghe cũng nhột, cái mình làm nó lẽ mình làm do ổng mà nghe nói mình cũng bực cái. Mình kêu ổng, ông ra ông câu sắp xếp lại cây nào cũng thấy đây, vài bữa tôi sửa chỉnh sửa cho người ta thấy để người ta biết đủ vườn ông cây lớn cây nhỏ. Nhiều khi người ta hô mình không biết làm, không biết sửa nghệ thuật, hỏi cái cây mình buôn bán này kia mà mình sửa nghệ thuật sửa được nhiêu cây, nó thẳng luôn á. Nó nếu mà sửa thì sửa nghệ thuật còn bao nhiêu người chơi. Nó thẳng luôn, ở đây người Việt của mình á, tàn nhiều, nhánh nhiều, bông nhiều là người ta tự chuộng. Với cây mà kỹ sửa nghệ thuật 1000 người chỉ có một người thôi, nó thẳng luôn. Đó là nghệ thuật. Cây nghệ thuật tại giá nó càng cao đúng không? Tại nó sửa nó rất là kỹ, nó lâu nữa. Ví dụ như vườn mai mà cả 1000 cây mà giờ sửa kiểu đó chừng nào mới xong hết. Không, sửa chừng vài chục cây thôi để cho bà con thấy chiêm ngưỡng thôi, đẳng cấp. Ý mình nói nhưng mà mình làm mà kiểu kinh doanh á, mình làm vậy là chậm lắm. Không, đó là thiệt, ví dụ 1-2 cây mình làm chơi được, cái mình làm kinh doanh kiểu đó mà không có phát triển nổi. Rồi. Chứ người nào chơi kiểu nghệ thuật lắm. Để bữa sau vô em tìm hiểu thêm một số kỹ thuật của đống nữa nha anh chị. Còn bây giờ mình chuẩn bị mình ra mình xem coi những cây thi đấu của anh Phương bữa nay đang sắp xếp như thế nào rồi. Cảm ơn các đống, chào, hẹn gặp lại mọi người ở clip tiếp theo nha. Chào bà con nha. Rồi.